Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến ngành du lịch, phân khúc khách quốc tế vẫn chưa thể khai thác trở lại. Tuy nhiên, thị trường nội địa có dấu hiệu khởi sắc với những kỳ vọng và tiềm năng phát triển theo hướng mới. Các điểm đến trong nước dần đông khách là tín hiệu lạc quan cho doanh nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đến đăng ký tour ở các công ty du lịch như TST, Vietravel, Viettour tăng mạnh. Công ty Vietravel Honning cho biết trong tuần qua, lượng khách mỗi ngày tăng gấp 2 lần so với tuần trước đó. Tổng số lượt khách đăng ký trong tuần tại Vietravel vào khoảng 10.000 lượt. Tỷ trọng khách đi du lịch trọn gói chiếm 50%, còn lại là khách chọn dịch vụ xe, máy bay và khách sạn, v.v. Tôi đi từ ngày 80 tháng 4 cho tới ngày 11 tháng 4 đi cái chuyến du lịch là 4 ngày 3 đêm. Tính đi là Đà Nẵng với lại Huế, đi cùng với lại gia đình. Tại vì nói chung giờ Việt Nam mình cũng kiểm soát dịch dịch cũng tốt rồi. Với lại những cái điểm mà cô đi thì nó cũng không có bị dịch bị gì hết. Với lại muốn đi cái trải nghiệm thử cho cái du lịch của mình này cứ coi nó hồi phục lại tới đâu. Chú có xem thông tin ở trên mạng thì Vietravel có tổ chức cái chương trình tour này với cái giá cũng kích cầu, nó phù hợp với điều kiện của các chú lớn tuổi, thì như vậy cho nên là chú đăng ký đi chơi. Cũng có một số người đã từng biết Phú Quốc rồi, cũng có anh em đã chưa biết, cho nên là sẵn này là anh em rủ nhau đi tham quan, biết là dịch chưa hết, đồng thời là cũng kích cầu đi cái du lịch với một số người mới đăng ký, toàn là ở U70 mà. Phú Quốc là một trong những điểm đến hút khách. Theo công ty Fiditour, lượng khách đăng ký tour đảo Ngọc tăng đều suốt nửa tháng qua. Công ty Viettour thì khẳng định tình hình khách đặt tour nội địa đang khả quan. Các doanh nghiệp không chỉ tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn mà còn nỗ lực thiết kế các gói sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong bối cảnh bình thường mới. Nhận thấy là cái xu hướng của khách cũng đã có cái sự thay đổi. Theo đó thì thứ nhất là đối với cái điểm đến thì chúng tôi nhận thấy là chắc chắn là khách hàng sẽ chọn lựa những cái điểm đến an toàn, chưa có dịch hoặc là có dịch mà đã khống chế thành công. Trong đó chúng tôi nhận thấy là khách hàng tập trung lựa chọn hai cái yếu tố. Thứ nhất là những cái điểm đến trong cái khu vực biển đảo, cái thứ hai là ở vùng núi hoặc là cao nguyên. Cái phương thức mà đi du lịch thì chúng tôi cũng thấy là có một cái sự thay đổi, là trước đây thì khách hàng thiên về lựa chọn đi theo tour, nhưng mà sau này thì đặc biệt là khi mà tình hình dịch bệnh như này, trong cái bối cảnh như hiện nay thì khách hàng có cái xu hướng là đi những cái nhóm nhỏ, tự đi và đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình. Bên cạnh cái sản phẩm tour truyền thống thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái sản phẩm mà may đo theo yêu cầu của khách hàng. Thì trong đó thì thay vì đi sản phẩm truyền thống thì đi xe chung, xe lớn, thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm là chỉ những cái group size vừa với cái nhóm gia đình, với nhóm bạn bè, hoặc thậm chí là khách hàng có thể sử dụng xe bản thân xe của gia đình để mà sử dụng trong cái quá trình di chuyển, trong quá trình thực hiện tour. Và với cái sự linh hoạt như vậy thì chúng tôi nhận thấy trong thời gian vừa qua thì khách hàng đã bắt đầu lựa chọn những cái sản phẩm tự chọn như vậy ngày càng nhiều hơn. Thực tế là chúng tôi đã đo lường được cái sự quan tâm của khách hàng, mặc dù là dịch bệnh, tuy nhiên cũng vì sự được kiểm soát, cho nên là những sản phẩm du lịch về tâm linh đưa khách đến vãng cảnh chùa ở những cái vùng miền gần, không phải quá xa mà cũng không phải là phức tạp. Và cái điều giải pháp của công ty du lịch thì chúng tôi tạo ra những giá trị sản phẩm còn rẻ hơn là chính khách hàng tự đi, để mà có lý do mà khách hàng đăng ký đi tour du lịch tâm linh và lễ chùa trong dịp đầu năm. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch cho hai đợt kích cầu du lịch nội địa trong năm nay. Đợt một diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8, tập trung vào dịp lễ 30 tháng 4 và dịp hè, chủ yếu là thúc đẩy du lịch nội địa. Đợt 2 từ tháng 9 đến cuối năm, nếu mở cửa thị trường quốc tế sẽ kích cầu nội địa và chuẩn bị đón khách quốc tế đến Việt Nam, hứa hẹn một mùa du lịch sớm phục hồi trở lại sau cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, song song với việc thúc đẩy ngành công nghiệp không khói, thì ngành du lịch cũng ra sức bảo đảm an toàn trước dịch Covid-19. Các biện pháp khử khuẩn chống dịch được đặt lên hàng đầu, phổ biến đến từng du khách và áp dụng triệt để trong mọi hành trình. Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng bộ quy trình chung về tổ chức du lịch an toàn dành cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ và vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong chuỗi.
Đây là bộ tiêu chí được vận dụng từ chủ trương phòng chống dịch theo tiêu chí 5K của Bộ Y tế nhằm phù hợp với tình hình thực tế của ngành du lịch.